Mua rùa phóng sinh. Chết đây. Mày thích chạy à? Sao ông lại đánh con rùa thế? Rùa của tôi thích làm gì thì làm, liên quan gì đến anh? Khôn hồn thì biến đi. Tôi muốn mua con rùa này, tôi sẽ trả ông 5 đồng. Xin lỗi, con rùa này tôi dùng làm thuốc quý, 5 đồng không bán. Ông 5 đồng mà cũng đòi mua con rùa của ta ư? Này, nếu anh trả thêm viên ngọc này thì có thể ta đồng ý. Không được, đây là bảo vật gia truyền của tôi không bán được. Thế thì biến đi, đừng can thiệp vào chuyện của ta nữa. Thế là hôm nay số mày tận rồi. Thôi được rồi, mau đưa con rùa cho tôi đi. Được, được, được lắm. Ăn đi, khổ thân mày, chắc là bị bỏ đói lâu rồi đúng không? Mày đã khỏe rồi, giờ thì về nhà của mày đi, đừng lang thang kẻo bị người ta bắt đấy. Đây là... ở đâu ra thế nhỉ? 1 tháng nữa làng này sẽ gặp nạn chìm trong biển lũ. Hãy chuẩn bị thuyền, khi nước dâng thì lên thuyền, thuận theo dòng nước mà đi, sẽ tìm được nơi nương náu. Thật kỳ lạ, thần linh đã báo mộng cho mình. Sao, lũ lụt ư? Thật là hoang đường. Tin tôi đi, thần linh đã báo mộng cho tôi thật mà. Ông hãy báo cho dân làng chuẩn bị thuyền, nếu không sẽ không kịp đâu. Nhảm nhí, trên đời này làm gì có thần linh, đừng ở đây nói chuyện linh tinh nữa. Tin tôi đi, tôi nói thật mà. Không được rồi, không ai chịu tin mình hết. Thời gian không còn nhiều nữa, mình phải đóng 1 chiếc thuyền thật lớn. Quả đúng như lời tiên tri của thần linh, nước sắp nhấn chìm ngôi làng này rồi, vậy mà không ai tin lời cảnh báo của mình, thật là đáng sợ. Chạy đi, mưa to quá, nhanh lên. Mọi người mau lên thuyền đi. Cho tôi lên với. Tôi nữa. Ân nhân. Rùa khổng lồ. Tôi là rùa thần, cách đây 3 tháng được người cứu giúp. Có phải bức thư báo lũ ở nhà ta là do rùa thần đưa tới? Đúng vậy. Ôi, rùa thần, cảm ơn ngài. Mọi người hãy đi theo ta, ta sẽ cứu mọi người đến một vùng đất mới. Đây là một hòn đảo trù phú, đất đai màu mỡ, hoa trái tốt tươi. Mọi người có thể định cư ở đây mà sống thoải mái. Đội ơn thần rùa, tôi sẽ không bao giờ quên ơn ngài. Ở hiền ác sẽ gặp lành, hy vọng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với người. Sự tích mặt trăng. Ngày xưa, ngày xưa, suốt hàng thế kỷ dài, thế gian chỉ luôn là 3 ngày sáng rực. Con người không biết đến bóng đêm là gì. Thần mặt trời luôn tự hào vì soi sáng cho vạn vật, mà không biết rằng mọi sinh linh dưới mặt đất đang dần kiệt quệ. Trời cứ nắng chang chang mãi thế này thì sống sao nổi nữa đây? Kỳ bác có sao không? Cô làm ơn cho tôi xin hớp nước. Nước ư? Cả nhà mình cũng chỉ còn chỗ nước này cho lũ trẻ. Cảm ơn cô nhiều lắm. Giờ thì tôi có thể tiếp tục về nhà tiếp rồi. Đã nhiều ngày qua, giờ tôi mới có được hớp nước mát lành đến thế. Không có gì, nhưng trời cứ nắng gắt mãi, ngày qua ngày thế này,
thì bác nên giữ sức chứ sao lại cứ đi ròng rã vậy. Ngày đêm thì khác gì nhau đâu. Thôi thì tôi cố gắng trở về nhà bên vợ con, cầm cự qua ngày thôi. Chứ tôi đã đi khắp bốn phương tám hướng, tìm đường sống mà chẳng chỗ nào khá hơn cả cô ạ. Có đi bốn phương tám hướng cũng không khá hơn ư? Cứ thế này không được rồi, mùa hè oi bức lại sắp đến nữa, làm sao mà sống nổi? Chỉ còn một cách thôi. Các con của mẹ, mẹ phải đi tìm thần mặt trời để xin ông ấy tắt bớt nắng và ban ít bóng đêm cho con người nghỉ ngơi một chút. Vì thế, mọi việc ở nhà các con hãy giúp mẹ, anh em trông chừng lấy nhau được không? Vâng thưa mẹ, con sẽ chăm sóc em chu đáo. Gạo ở trong chum, lưu nước cũng đã đầy, sẽ đủ cho các con đến 15 ngày của tháng, nên đừng để khát quá, mẹ sẽ về nhanh thôi. Còn bao xa nữa mới tới đây? Ủa, ai kia? Nhìn đôi môi khô khốc và làn da nứt nẻ của bà ấy kìa. Bà là ai vậy? Bà không biết đây là chân núi cắm lên nhà trời sao? Chân núi cắm lên nhà trời, may quá. Sao bà lại vui thế? Bà mà bị bắt gặp sẽ bị phạt đấy. Có bị phạt, tôi nhất định cũng sẽ phải lên gặp thần mặt trời cho bằng được. Tôi phải kể cho người hiểu nỗi khốn khổ ở dưới trần gian, khi mặt đất suốt ngày bị ánh sáng của người thiêu đốt. Với lại, tôi phải gặp được ngài để xin ngài ban cho ít bóng đêm. Không thì, các con của tôi cũng đến kiệt sức mà chết mất. Được rồi, nếu bà quyết tâm thế, thì tôi sẽ giúp bà đến được chỗ thần mặt trời. Hãy theo tôi. Người trần gian, sao ngươi dám to gan lên đất cấm của trời thế kia? Dạ, xin thần mặt trời lượng thứ. Tôi liều mạng đến đây chỉ vì không đành nhìn thế gian và các con của mình chết mòn trong đói khát. Tôi xin người hãy ban mưa, tắt bớt cái nắng và để thế gian vài giờ có bóng đêm để mọi người có giấc ngủ ngon ạ. Cả gan thay người trần mất thịt. Chẳng phải suốt ngàn năm qua các người dùng nắng và ánh sáng của ta để mưu sinh đó sao? Giờ sao người dám nói những lời như vậy? Bẩm thần mặt trời tối cao, đúng là chúng tôi cần ánh sáng cho công việc. Nhưng những lúc nghỉ ngơi, ánh sáng khiến chúng tôi không chợp mắt được. Dần dần ai cũng tiều tụy, không còn khả năng làm việc nữa. Xin thần suy xét. Có chuyện đó sao? Ta không ngờ rằng lại có tình huống này. Nhưng không thể tắt nắng để bóng đêm tràn ngập thế gian được. Vì ánh sáng sẽ xua đuổi tà ma quấy phá. Nếu bóng đêm ngự trị thì yêu ma sẽ lộng hành, con người lại càng gánh thêm phần khốn khổ. Thế này thì chúng thần biết phải làm sao ạ? Chỉ có một cách là trong bóng đêm phải có ánh sáng soi đường cho con người tránh quỷ dữ. Nhưng ai sẽ hy sinh thân mình để hóa thành nguồn ánh sáng đó đây? Xin thần hãy để tôi làm nguồn ánh sáng đó. Ngươi sẵn sàng thật không? Nhưng xin thần hãy cho tôi thêm một ngày để chia tay các con của mình. Được. Mẹ, mẹ về rồi. Con nhớ cách gieo mạ chưa? Dạ rồi ạ. Ừ, tốt rồi. Con xong rồi, mẹ xem có đẹp không này? Con của mẹ khéo tay lắm, đẹp lắm. Mẹ ơi, nhờ có mẹ dạy dỗ mà chúng con mới làm được những việc có ích. Mẹ đừng bao giờ rời xa chúng con mẹ nhé. Ừ, mẹ sẽ luôn dõi theo các con của mẹ. Tạm biệt các con. Ngày hôm ấy là rằm tháng 8. Bóng đêm lần đầu bao phủ thế gian. Nhờ có bóng đêm, con người đã có thể nghỉ ngơi sau ngày dài làm lụng mệt mỏi. Mặt đất và cây cối nhờ đó cũng có sức sống trở lại. Vầng sáng tròn vành vạch với thứ ánh sáng dịu dàng trên trời được người đời gọi là mặt trăng. Mặt trăng được kết tinh từ tấm lòng người mẹ, luôn soi sáng, dẫn lối cho các con thân yêu của mình. Ánh trăng tỏ nhất vào đêm 15-16 âm lịch, vì đó là ngày hẹn hội ngộ của mẹ con họ. Và cứ đến ngày 15 tháng 8 âm lịch hàng năm, những người con lại làm một cặp bánh để dâng lên mẹ. Đến nay, người đời gọi là bánh trung thu. Khu vườn của người khổng lồ. Các bạn ơi, tớ phát hiện
hiện ra ở gần đây có một khu vườn đẹp tuyệt. Chúng ta vào đó chơi đi. Đảm bảo các bạn sẽ thích cho mà xem. Vậy hả? Ở đâu thế? Đi thôi. Chà, buổi sáng thật đẹp, thật tuyệt vời. Này, đây là khu vườn của ta. Ai cho các cháu vào đây? Khu vườn của bác đẹp quá. Bác có thể cho các cháu chơi ở đây một lát được không ạ? Không được, ra mau. Các ngươi sẽ dẫm nát hết đám rau ta mới trồng hôm qua và sẽ làm hỏng khóm hoa tuyệt đẹp của ta. Không ạ, chúng cháu sẽ chơi ngoan, không vào vườn hoa và vườn rau của bác nữa. Bác cho chúng cháu chơi ở đây đi ạ. Lại còn trèo lên cây của ta nữa, xuống mau. Các ngươi nên biết rằng, từng đám cây ngọn cỏ ở trong khu vườn này, đến cả tiếng chim hót, tất cả là của ta. Chỉ mình ta được tận hưởng nó. Ai cho phép các ngươi vào đây phá hỏng sự yên bình của ta? Thôi, chúng ta đi chỗ khác chơi đi. Anh ơi, ở lại chút nữa đi, đừng về. Thôi, chúng ta về thôi. Người khổng lồ không muốn chúng ta ở lại chơi trong khu vườn của ông ấy. Để em năn nỉ bác ấy lần nữa xem sao. Ừ, em thử xem. Biết đâu em xinh xắn, dễ thương thế này, bác ấy lại mũi lòng. Bác ơi, chúng cháu sẽ chơi ngoan, không trèo cây nữa. Bác cho chúng cháu chơi ở đây một lát nữa thôi. Được không ạ? Không, không là không. Hãy đi đi. Thôi em đừng buồn. Chúng ta ra đồng cỏ chơi. Đi thôi em. Hắn là một tên khổng lồ cực kỳ ích kỷ. Phải xây cái tường rào thật chắc chắn để chúng không có cơ hội quay lại đây chơi nữa. Được, khu vườn này là của một mình ngươi. Vậy thì ngay cả ta cũng không ở đây nữa. Cuối cùng cũng đã xong. Từ nay sẽ không có đứa trẻ nào đến đây làm phiền ta nữa. Tất cả cây cỏ, hoa quả trong khu vườn này, không gian tinh khiết này, giọng hót ngọt ngào của những chú chim sẽ chỉ là của ta. Chà, buổi sáng thật đẹp, thật tuyệt vời. Sao ta không nghe thấy tiếng chim hót đón chào ta như mọi khi nhỉ? Ra thăm khu vườn xinh đẹp của ta chút nào. Hả? Cái gì thế này? Trời ơi, vườn cây của tôi, chim chóc của tôi, hoa của tôi đâu hết rồi? Ôi, vẫn còn một chú chim nhỏ chưa bỏ ta đi. Hãy ở lại đây với ta. Sao tất cả đều bỏ ta mà đi hết thế này? Ôi, buồn quá. Sao ta lại cô đơn thế này? Ước gì có ai đó cười đùa với ta. Ước gì ta lại được nghe thấy tiếng chim hót, được ngửi hương thơm của hoa. Có thể chính bức tường kia đã ngăn cách ta với thế giới xung quanh. Các bạn ơi, bác khổng lồ phá bức tường ngăn rồi. Chúng ta vào đó chơi đi. Bác khổng lồ ơi, sao khu vườn của bác giờ lại héo úa hết thế này? Bác xin lỗi các cháu, tất cả là lỗi tại bác. Bác đã quá ích kỷ. Cô mùa xuân ơi, bác khổng lồ hối hận rồi kìa. Thôi, chúng ta tha thứ cho người khổng lồ, chúng ta về thôi. Khi chúng ta ích kỷ, chúng ta chỉ sống cô đơn một mình. Khi biết yêu thương và chia sẻ, chúng ta sẽ nhận được tình yêu của những người xung quanh. Trong khu vườn này có rất nhiều hoa đẹp, nhưng những đứa trẻ mới là những bông hoa đẹp nhất. Xin lỗi tiên mùa xuân, tôi sai rồi. Từ nay tôi sẽ không bao giờ ích kỷ như thế nữa. Khổng lồ.
hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.